Kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn thân mến, lời đầu tiên cho phép MC Thanh Sơn xin được thay lời cho anh em thực hiện chương trình trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được hân hoan nhiệt liệt chào đón tình cảm của toàn thể quý cụ quý bà, cô dì chú bác gần xa, bà con lối xóm và toàn thể quý vị khách quý đã có mặt tại chương trình đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào ấm nồng và trân trọng nhất trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn Thanh Xuân rất nhiều với tiết mục âm nhạc đã gửi tặng đến quý vị.